Học công nghệ thông tin thì cần chuẩn bị những gì? Hãy xem hết video và cùng mình tìm hiểu nhé. Đừng quên thả tim, comment và follow chúng mình nhé. Đầu tiên thì các bạn cần có những kiến thức cơ bản về máy tính để sử dụng những công cụ về code. Thứ hai thì các bạn cần có những kiến thức nền tảng tốt về các môn học tự nhiên như là toán, lý, hóa. Và thứ ba là một yếu tố rất quan trọng, đó chính là ngoại ngữ và cụ thể là tiếng Anh. Và cuối cùng là một yếu tố cũng rất quan trọng, đó chính là tinh thần học tập, sự chăm chỉ rèn luyện. Còn các bạn thì sao? Theo bạn thì còn những yếu tố quan trọng nào nữa để các lập trình viên có thể nhập môn? Hãy cùng comment xuống phía dưới để cùng tìm hiểu nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye!